Alo, thầy nghe. Dạ, con chào thầy. Dạ. Chào con. Hôm nay con có hẹn à? Dạ, có hẹn thầy. Con là mã số bao nhiêu? Con là con 43 thầy. 43. Dạ, tự ra bạn trợ lý có nhắn cho con tối nay 6:30 gọi cho thầy nhé. Con hiện tại đang ở đâu? Dạ, con đang ở thành phố Hồ Chí Minh đó thầy. À, thế à? Dạ. Thế còn nhiều video clip của thầy chưa? Dạ, lúc nào cũng canh me clip của thầy con coi ấy, thầy. Thế à? Dạ. Thế thì chắc là xem gần hết rồi. Thế xem một cái thời gian dài như vậy rồi thì bây giờ nếu mà để cho luận lá số của mình thì liệu đã luận được chưa? Ôi, chưa đâu thầy ơi, nghe tay này nó chạy ra tay kia mất rồi. Vì nó nhiều quá, con không có nhớ hết được. Thực ra thì kiến thức của nó thì nếu mà nghe nhiều thì gần như là sẽ nắm bắt được, nhưng vấn đề là mình có nhớ và để kết hợp được nó hay không thôi. Cái đó là một vấn đề. Dạ. Bởi vì nhiều khi nhiều sao quá mình sẽ bị loạn. Nhưng mà tuy nhiên học dần dần đi rồi sau này các đại vận tiểu vận của mình thì mình sẽ tự động xem và sẽ chủ động hơn rất là nhiều. Dạ. Nhá. Dạ, con đợi thầy có như là nắng hạn trời mưa. Thế à. Thế thì triển khai thôi nhỉ. Thế thì triển khai thôi. Nào bây giờ đọc cho thầy ngày tháng năm sinh nào. Dạ, con sinh ngày 5 tháng 8 năm 1985. Ngày 5 tháng 8 năm 1985. Dạ. Sinh lúc 14:45 chiều thôi. Thế rồi. Chính xác thế rồi. Dạ. Bố mẹ con làm nghề gì mà lại nhớ được giờ sinh chuẩn xác thế? Dạ, bố con thì làm quân đội, còn mẹ thì ở nhà nội trợ thôi. À, rồi. Chứng tỏ cũng là cái gia đình mà có cái sự mà chăm lo cho con chú đáo, và cũng là một cái phần cũng có quan tâm đến con nữa, thì họ mới để ý giờ sinh như vậy. Vì theo như thầy biết thì cái khoảng thời gian hồi xưa ấy, trước đây những cái năm 80 mấy gì đó, thì thường họ cũng phải lo ăn, lo kiếm sinh nhai cũng vất vả lắm, nên thành ra là nhiều người họ không để ý đâu. Dạ. Rồi, thế là mình tốt rồi, mình lợi hơn người khác là mình nhớ giờ sinh chính xác của mình thì là số để chính xác hơn. Bây giờ thì thầy đang cầm trên đây là số của con rồi đây. Dạ. Thì chắc cái lá số này chắc con cũng phải nhìn nát nó ra rồi đấy nhỉ? Dạ, cũng không tới mức nhìn nát đâu rồi. Rồi, cái lá thì dạ. Tử vi đây, đúng không? Dạ. Rồi nhá. Thì khi mà lướt qua cái lá số của con này, thầy sẽ đọc một số thông tin chính. Là lá số của con là sinh ngày 5 tháng 8 năm 1985 dương lịch. Mệnh là Hải Trung Kim, là Hỏa Lục Cục, mệnh chủ Cự Môn và thân chủ là Thiên Tướng nhá. Của con là gì? Của con là âm dương nghịch lý và cục khắc bản mệnh, được chưa? Dạ. Yeah. Thì đối với một người như con ấy, con đã xem rất nhiều clip rồi. Thì những cái vấn đề thông tin cơ bản như âm dương, nghịch lý hay thuận lý thì thầy sẽ không nói đến nữa. Thì nó là phổ thông quá rồi, được chưa? Nếu mà chúng ta đăng ký mất phí xem tử vi thì chúng ta sẽ xem những cái điều chuyên sâu hơn. Thì trong cái lá số này này thì mệnh của con là mệnh Hải Trung Kim, cục thì là Hỏa Lục Cục, vậy là cục khắc bản mệnh rồi nhá, được chưa? Một số điều cơ bản khi mà của một con người cục khắc bản mệnh ấy, thường thì con là cái con người tư duy, con là con người có đầu óc tư duy, có tính thực tế, tức là mình là con người có tính thực tế cao đấy, chứ không phải là nhìn đời màu hồng hay là nhìn đời màu xanh đâu, con nhìn đời rất nhiều màu. Con là cái con người cũng sống nội tâm nữa nhá, suy nghĩ. Suy nghĩ của con thì thường để trong lòng, ít khi thổ lộ với người thân. Chứ đừng nói là thổ lộ với người ngoài. Dễ cảm thông với người khác này, nên là hay được người khác nhờ vả. Mà một điều quan trọng trong cái cục các bản mệnh này là con có cái khả năng những vấn đề khá là sắc bén nhá. Sắc bén, là con người chịu được áp lực công việc rất là tốt. Nhưng mà có điều như thế này, đối với con người mà cục khắc bản mệnh ý, thì con là cái con người hay đấu tranh với tư tưởng rất dữ dội nhá, khi quyết định làm hay không làm một việc gì đó, hoặc là khi mà con đã ra quyết định rồi ý, thì sau khi làm đó con phải suy nghĩ rất nhiều về cái việc mà con đã quyết nha. Yeah. Mệnh tử vi rồi, mệnh tử vi thì có thấy vui không? Mệnh tử vi nhưng mà không có trợ tinh tốt thầy ơi. Đã làm chủ chưa? Chủ thì hồi trước con không có làm mấy cái ngành điện thoại, con tự con làm thôi, con làm có mình con à. Dạ. Dù gì đi chăng nữa như thế này nhá, bất luận tử vi bình địa miếu, và quan trọng nhất là tử vi không có hãm. Tử vi cao nhất là bình địa, và mỗi người khi mà có tử vi ở mệnh thì thành công hay không nó là do cả phần một phần đại vận và các bộ sao an nữa. Thế đó là con thành công dễ dàng hay là khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên một con người có mệnh tử vi thì luôn luôn là con người thích tự lập và thích làm chủ, hoặc là cuộc sống phải đưa đẩy như thế nào đó mà con bắt buộc phải là cái con người đầu tiên phải làm chủ trước, sau đó là có thể thất bại và học được kiến thức và kinh nghiệm, sau đó tiếp tục đứng lên tiếp. Con người tử vi nếu mà có đi làm công ăn lương ấy thì cũng chỉ là một thời gian thôi, và sau đó sớm muộn gì cũng sẽ lại làm chủ. Đó là cái kiến thức mà thầy nghiệm lý được từ rất nhiều người, được chưa? Thì ở đây trong cái lá số chi tiết này thầy sẽ phân tích tại sao cho con. Cái thứ nhất là âm dương nghịch lý rồi, và nếu con người âm dương nghịch lý tất nhiên là phải trải qua rất nhiều nỗ lực rồi. Thế cái khoảng thời gian con kinh doanh điện thoại này nó có tốt không? Cũng gặp gần lắm thầy. Rồi nhá. Thứ nhất là mệnh tử vi an tại Tý, đây là đất đóng không được thuận lợi lắm cho cái sao này. Chủ về là ông vua cái trong thời bình ấy, không được mang được nhiều cái tính đột phá lắm nhá, không mang được nhiều cái tính đột phá. Tuy vậy thì cái tử vi trong thời bình này thì nó lại thiên về một cái gì đó an toàn hơn, tức là con thì không liều lĩnh hẳn, không liều lĩnh lắm nhá. Con thích một cái gì đó, ví dụ kể cả làm kinh doanh riêng như chăng nữa thì cái việc mà con có thể là chỉ kinh doanh với tầm khoảng 50% đến khoảng 70% vốn thôi, chứ cái tính của con lại không tất tay. Đó đúng cái phần, đúng rồi, đó một cái phần tử vi khi mình đóng tại cung Tý, tức là mình làm cái gì đó mình luôn tính một cái đường lùi cho mình, mà mình không bao giờ là một con người liều lĩnh cả, luôn tính cái đường lui rồi là phương án 1, phương án 2, được chưa? Đó vừa là điều tốt vừa là điều xấu. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường những cái con người giàu có lớn ấy, thì họ lại là con người hơi liều lĩnh một chút. Tất nhiên là liều sẽ gặp phải sự khó khăn rồi, nhiều lúc trắng tay hoàn toàn, nhưng một khi đã thành công thì nó là giàu lớn. Nhưng thầy không khuyên con là phải hơi liều lĩnh nhá, con giữ nguyên cái tính cách tử vi bình địa này cho thầy. Bởi vì theo như thầy nghiệm lý các lá số, rất nhiều lá số, thì tuy con người tử vi bình địa không phải là thành công vang dội, nhưng mà họ là cái con người có tỷ lệ thành công cao nhất, được chưa? Không phải là miếu, không phải là vượng. Miếu và vượng chỉ là cái con người có sự giàu có vượt trội lên thôi, nhưng mà để về tỷ lệ đầu tư thành công ấy, thì lại thiên về con người tử vi bình địa nhá, được chưa? Về tướng mạo này, vì là sao vua nên là bất luận vượng đắc miếu, trừ hãm vượng đắc miếu ra, thì con là cái con người có nét khôi ngô nhá, được đào hoa chiếu về nên là sẽ có phần đẹp trai đấy, được chưa? Cao vừa tầm, cao vừa tầm, thân hình vừa phải. Nhưng mà thầy phải nhấn mạnh cái chữ đẹp trai đây, vì tử vi mà đi với đào hoa ấy, mà về thiên diêu ấy, thường thường đã là đẹp trai đấy. Cũng tạm được rồi ạ. Cũng tạm mà. Theo lý thuyết của thầy là như vậy, còn con thấy cũng tạm đấy là theo cách nhìn của con thôi. Còn đối với thầy, những cái người mà thầy xem, có thể là những thầy mình gặp mặt mà thầy ước đoán là nếu mà trai mà có thiên diêu và đào hoa, chưa cần nói đến tử vi thiên diêu và đào hoa chiếu về, thì cái khuôn mặt của họ đã có vẻ như thu hút nữ giới rồi, và thầy cảm thấy đẹp trai rồi, đẹp trai hơn thầy, ít nhất đẹp trai hơn thầy. Rồi nhá. Về tính cách này, về tính cách thì vì là sao vua nên là có tính phần hào sảng nhá. Hào sảng là gì? Là chủ về là con người có tính rộng rãi, khoáng đạt, không thích tỉ mẩn nhá, không thích tỉ mẩn nhiều lắm, việc nào cho qua được thì cho qua, không lăn tăn với những vụn vặt. Vì vậy thì không có nghĩa là con dễ tính nhá, vì con có địa không này, có hỏa tinh chiếu về đây thì tuy là dễ dãi đấy, nhưng mà để mà làm hài lòng con ấy, tức là một con người làm việc gì cho con thì con cũng đồng ý hết thôi, nhưng mà để thực sự làm con hài lòng thì lại rất là khó nhá. Đúng rồi thầy. Nghĩa là mình chấp nhận, tức là người ta giúp mình hoặc mình nhờ người ta làm cái gì mặc dù nó không tốt lắm nhưng mà mình chấp nhận, nên mình cũng không chấp nhận nhỏ những cái đấy. Nhưng mà để thực sự hài lòng trong lòng của con ấy thì rất là khó nhá. Không tiếp nhá, được chưa? Đặc biệt là có hỏa tinh mà đi kèm phong thần chiếu về đây thì lúc nóng giận con ấy là cái con người mà thường không suy nghĩ được gì nhiều, mà chỉ nhìn được những điều trước mắt thôi, được chưa? Cái này cũng phải sửa đi đấy. Cái này là con đang sửa rồi. Dạ, đang sửa. Thầy biết những cái con người như con khi mà con nóng giận thì gần như là con không suy nghĩ được nhiều đâu, không suy xét được sâu xa lắm. Cái này thì là một cái điểm kém khi mà sau này nếu một con người tử vi thì cần phải sửa cái tính này ngay, bởi vì khi mà con người tử vi là cái con người quăng quật trong cái chốn doanh thương và kinh doanh. Những cái lúc mà khi mình gặp đối tác ấy, họ chỉ cần dằn mặt mình một số thứ thôi, hoặc đưa ra những cái đề án gì đó mà mình rơi vào thế bí, hoặc là những cái gì đó người ta dồn ép mình quá, thì thường những đấy mình không suy nghĩ nhanh nhạy và không nghĩ sâu xa là mình sẽ bị thiệt, và nó không được kết quả tốt đẹp, được chưa? Nói chung là cần phải sửa đổi. Có hóa khoa ở mệnh thì tất nhiên là theo ý nghĩa cơ bản của nó thì con là cái con người được ăn học đàng hoàng rồi nhá, có bằng cấp. Ngoài ra của con lại có sao Liên Văn Tinh chiếu về nữa. Sao Liên Văn Tinh thì không hẳn là sao học giỏi nhá. Cái sao này không phải sao học giỏi, có thể con là con người học điểm không cao, nhưng mà sao Liên Văn Tinh ấy là cái sao về khả năng tìm tòi, nó cũng liên quan đến học nhưng không phải học giỏi mà là khả năng tìm tòi nhá. Thích cái gì thì phải tìm hiểu cho bằng được. Kết hợp chiếu âm thì con là con người khá là sáng dạ đấy, chỉ duy một điều hơi kém của con trong cái lá số này thì con là cái con người thường tìm tòi rất là nhiều, nhưng mà khi mà tìm tòi xong một lĩnh vực mới thường thì con lại để đó mà cũng chưa áp dụng được nhiều vào trong công việc kiếm tiền đâu nhá. Mệnh của con thì làm trong tam hợp ông Long trực, thế nên là trong cuộc sống của con có đôi chút thiệt thòi. Luôn luôn là như thế. Mệnh âm Long trực thì lúc nào mình cũng thiệt thòi một chút, không kể nói đến âm dương nghịch lý này, chỉ riêng mệnh là trong cái tam hợp đó thôi. Tức là như nào? Ví dụ như cùng làm một vị trí, hoặc cùng làm một công việc, hoặc cùng làm một việc kinh doanh như nhau, nhưng ví dụ như là nếu mà con làm công ăn lương ấy, thì cùng làm một vị trí nhau, cùng vào làm một khoảng thời gian, thì có thể là cái lương hoặc là tiền trợ cấp của bạn con lại cao hơn cả con. Hoặc là trong những cái lúc mà ví dụ như hồi xưa mà con đi thi thì nếu mà con có trong người khác chép bài thì nhiều khi cái đứa chép bài nó còn điểm cao hơn cả con nữa nhá. Dạ đúng rồi. Đó là một cái phần thiệt thòi của mình. Ngay cả trong kinh doanh cũng thế, hai cái cửa hàng nó mở ra song song với nhau thì cửa hàng của họ lại bán chạy hơn cửa hàng của mình, trong khi đó sản phẩm và giá đồng nhau. Chưa? Vì mệnh của con có sao trực phù nên con là con người khá là thẳng thắn nhá, đôi chút lực tính bộc trực. Thầy nói là ở đây có đôi chút thôi, bởi vì nếu mà thường thường như các lá số khác thì trực phù mà đi kèm với tử phù thì là cái con người ăn nói không được khéo léo lắm. Bởi vì cái tính thật thà mà là hay mất lòng người khác nhá. Nhưng mà ở đây có một điều khá là hay, nó sẽ bù đắp lại cho con, thì mệnh của con lại có hóa khoa. Thế nên là nếu mà chiều âm ấy, mà hội với hóa khoa ấy, thì cái khả năng ăn nói của con nó sẽ tốt lên rất là nhiều. Tức là cái đặc tính xấu của tử phù và trực phù sẽ chết giảm đi. Do có thiếu âm ấy, thế nên nó nói của con nó sẽ mềm mỏng hơn nhá. Ngay cả lúc mà thầy đang nghe cái điện thoại của con này thì thầy không biết là bên ngoài của con có hỏa tinh chiếu như thế nào, nhưng mà tạm thời khi mà giữa hai người gặp lần đầu tiên ấy, thì cái giọng này là cái giọng chấp nhận được và nó có cái sự mềm mỏng trong đó nhá. Chính thì cái sao này này, thay vì cái tính bộc trực thì con sẽ có thể là nhiều lúc con sẽ biết cách nói giảm nói tránh để đỡ đụng chạm chẳng hạn, đó rất cần nhá. Khi một con người mà có tử phù trực phù chiếu về mà nó rất là xấu rồi, may của con có hóa khoa và chiếu âm nên là cái việc mà nói giảm nói tránh của con nó dễ dàng hơn, và con là con người biết sử dụng cái này, được chưa? Thiên khôi thủ mệnh thì con thường làm con trưởng nhá. Đúng rồi. Con là con trưởng chưa? Con là con thứ hai á, vì chị gái con thì mất cách đi cũng lâu lắm rồi thầy. Rồi. Đó. Đó là cái vế đằng sau đó. Cái vế đằng sau tôi định nói thiên khôi thủ mệnh thì làm con trưởng, nếu không làm con trưởng thì sau này cũng lo việc thờ cúng gia tiên như con trưởng, được chưa? Và nó đã ứng nghiệm với con rồi. Đấy, khi mà một người mà có một cái cái giờ sinh chuẩn ấy, nó thực sự là xem nó rất là tốt, đỡ mệt mỏi. Bởi vì thường thường những cái người mà không chuẩn giờ ấy thì thầy lại phải luận một số mốc thời gian nữa, thầy phải hỏi thêm một số mốc thời gian, và điều đó nó cũng phải phân tích rất là nhiều. Bởi vì sao có nhiều cái lá số ấy, nó lại có một số mốc thời gian nó trùng với nhau, hoặc là tính cách nó trùng với nhau, tuy không nhiều nhưng mà sẽ đưa cho mình cái sự vân vân. Và thầy là cái con người khá là cầu toàn, tức là khi mà mình đã nhận xem tử vi mất khí cho một người thì thầy quan niệm là xem cái tử vi đó nó phải tốt được cho người đó, chứ không phải xem một cái lá số mà không phải của họ, nó không giải quyết được vấn đề gì nhá. Mệnh trong mệnh của con ấy thì có đại tiểu hào ở đây, nhưng thầy đã nói ở trên rồi, tính cách của con khá là thông tênh, thì ai mà chơi với con thì không sợ thiệt thôi nhá. Ngoài ra thì con là cái con người có khả năng uống rượu rất là tốt nhá. Có khả năng có cái vị giác của con khá nhạy bén. Nấu ăn thì có thể không giỏi nhưng mà ăn thì rất là giỏi. Được chưa? Nhận xét món ăn rất là chuẩn đấy nhá, biết nhiều quán ăn ngon, được chưa? Nhưng mà thầy cũng khuyên con một điều, trong cái lá số này nhìn vào cung Tần Ách thì thầy khuyên con là hạn chế uống rượu thôi nhá. Biết thầy nhìn lá thôi thì biết là con uống được rượu, thì biết là con uống được rượu nhưng mà hạn chế nó thôi, vì trong đây có bệnh liên quan đến gan, và điều đó là điều không tốt nhá. Vì mệnh của con nằm trong tam hợp tử phù vũ tướng, thì tính cách thì chắc chắn là hào sảng rồi, tất nhiên rồi, do ảnh hưởng của thiên tướng nên là lời nói của con là thường có trọng lượng, hoặc ít ra là nói sẽ có người nghe và cũng được nhiều người nể trọng. Nhưng mà nhìn qua cái khung mệnh của con, vũ phủ kình không và liếc qua khung phu thê thì ăn trọn bộ cô quả, thì cái đường tình duyên của con sẽ hơi lận đận đấy nhá. Tình duyên hơi lận đận đấy. Lấy vợ chưa? Chưa thầy ơi. Chưa thầy ơi à? Cái tình duyên với con thì nói thật cái sự với thầy là quen 4-5 người rồi, nhưng mà yêu thì không xong. Khi mà người ta nhắc tới cái chuyện mà đến với nhau hay là cưới sinh mà tự nhiên con ngãn ra thì lắm, là mấy người đều như vậy. Thế đã xem nhiều clip của thầy, đã nghe thầy giải thích về cái vấn đề này chưa? Có, cho nên con mong đợi thầy dữ lắm. Đó, thầy hôm nay thì thầy cũng chỉ nhắc lại một lần nữa thôi, đó chính là cái vấn đề mà cái việc sở hữu đấy. Người âm thì người ta bảo là dỗ như dỗ vong, mà bởi vì họ khá là khi họ mất đi rồi thì những người mà người ta có cái sự, người ta không có tham sân si, hoặc người ta có cái tinh thần mà cái tư tưởng tốt ấy, người ta thông ngay thì họ đã siêu thoát cả rồi. Còn ai mà đã không siêu thoát được ấy, thì thường là họ hơi chấp nhặt một chút và họ vẫn còn thể tham sân si, vậy nên là không thể trách họ được, được chưa? Không trách họ được, và cũng không nên trách họ. Bởi vì sao? Cái việc mà con bị một cái đường âm theo này, một vong linh hoặc vong tiền duyên theo, con hãy tự nghĩ bản thân là trước đây con cũng đã bị phạm một cái gì rồi, tức là kiếp trước con đã làm cái gì đó không phải, hoặc là có lỗi có tội gì đó rồi, thì kiếp này con mới phải chịu như vậy. Thế nên không được thù oán ghét họ điều nhá, căn bản họ chỉ là trả nốt cái nợ của con đã nợ họ từ kiếp trước thôi nhá. Cái bây giờ mình quan tâm là làm thế nào để giúp họ, chứ phát họ đi, và cũng là làm tốt lên cho mình, thế là tốt nhất rồi. Về cung quan này, cung quan của con có liêm sinh thiên phủ miếu vượng đóng ở đây thì thật sự là quá là tốt rồi nhá. Và thầy nhìn qua thì trong cái lá số này thì gần như 3 cung cường hiện mệnh tài quang của con này gần như là được ưu ái toàn dành cho những cái bộ sao tốt nhất. Đó là cái phần chính tinh, tất nhiên là đó chỉ là một nửa thôi, còn các vấn đề về phần phụ tinh và các cái bộ an sao nữa, nhưng mà về phần chính tinh là rất là ngon rồi. Nhưng mà thầy cũng nói thêm một điều này, khi mà trong một lá số mà các bộ sao tốt nó dồn về một cung ấy, thì các cung còn lại sẽ là cung nhược, và điều này đã là tốt nhá. Ta phải xem xét thật kỹ càng đối với những cái lá số mà khi mà sao tốt nó dồn hết ở một cung này, thì càng xem xét kỹ, nó chưa hẳn là đã tốt đâu, thì đã thầy sẽ xem chi tiết. Về sao liêm trinh này, liêm trinh là cái sao đào hoa thứ, nhưng mà cũng chủ về là có thiên phú và có nghệ thuật nhá, có tài năng. Vì người có liêm trinh ở cung quan lộc ý, thì là con người có khả năng ứng biến rất là tốt, thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh, mà thích thử thách bản thân, tức là mình muốn kinh doanh thì mình muốn tự lập ngay từ lúc mình còn trẻ cơ nhá. Khi mà ra trường mọi người bắt đầu đi làm rồi tìm công việc, thì khi mà con người cung quan lộc có liêm trinh thiên phủ ấy, thì thường thường lại họ muốn thử thách bằng cách là mình tự mình kinh doanh một cái gì đó, tức là không muốn phụ thuộc vào ai cả nhá. Nhưng mà một phần nào đó thì chính vì cái điều này thì sẽ đưa con vào những cái tình thế nó khó giải quyết một chút, bởi vì là khi mà mình bung ra làm thì quá sớm thì điều đó không phải hay ho. Về sao thiên phủ chắc bạn biết rồi nhá. Thiên phủ là sao chủ về tiền bạc, nếu mà đóng ở đây thì là vượng địa, chủ về làm trong các ngành tài chính. Nhưng mà một điều mà ít người biết đến thì là ở đây cái sao liêm trinh ở cung quan lộc ấy. Sao liêm trinh đó là một tù tinh nhá, bất kể đắc miếu vượng hãm, khi mà đóng ở cung quan ấy, hội với quan phủ thì công việc của con thì hay nó bị đình trệ một chút. Và nếu nói sâu xa hơn thì cái sao này nó cũng hay liên quan đến luật pháp này, hay phải lui đến chỗ cửa quyền nữa. Con có thấy cái này ứng nghiệm thế nào chưa? Cái này là con cưa thật với thầy, thì con cũng làm nhà nước, cho nên là cái công việc của con á là nói chung là thứ nhất là con quản lý và các cơ sở kinh doanh, cho nên là con cũng là người đi xử lý vi phạm, và đồng thời á, là con cũng là cái người mà tuyên truyền lập pháp cho các cơ sở. Rồi. Nghe thế này là ổn rồi, nhá. Bởi vì là sau khi mà thầy vừa nhìn cái lá số này và thầy thấy nếu mà con lúc đầu con bảo kinh điện thoại mà thầy vẫn biết là nếu bây giờ con vẫn còn kinh doanh thì thầy sẽ thấy là hơi nguy hiểm một chút. Nhưng mà đúng là nếu mà con đã làm bên cơ quan nhà nước như thế rồi thì thực sự cung quan lộc đây rất là tốt, nhá. Thầy chấm nó, cung quan lộc để thầy chấm là được 8 điểm, được chưa? Nếu mà con làm đúng nghề như vậy đó, các ngành nghề liên quan đến bộ máy chính quyền hoặc làm công nhân viên chức quá hợp. Cái sao liêm phủ ấy là hội quan phủ địa võng, thì đây là những cái nghề mà con có thể làm thêm bên ngoài này, những cái công việc cũng giống như công việc chính của con thôi, các công việc liên quan đến giám sát thực thi công vụ, nhất là khi mà cái cung quan là trong đất lao võng nữa, tích hợp với các ngành nghề như giám sát người khác này, chịu trách nhiệm quản lý này, thanh tra hoặc là làm luật sư đó, được chưa? Đó là cái sao liêm trinh liêm phủ đó. Nếu mà không phải các ngành bên trên thì con lên cẩn trọng, nhất là lúc mà con muốn bung ra kinh doanh. Nhưng mà không sao, bởi vì là con làm bên luật pháp rồi, khi mà con kinh doanh ra làm kinh doanh tay trái, vì thầy biết là mệnh tử vi thì thể nào con cũng làm kinh doanh thêm một tay nữa, chứ không chịu làm một ngành nghề. Thầy biết cũng có ý định lâu nay ấy thầy, cũng ý định lâu lắm rồi thầy, nhưng mà con hơi tính toán trước, con như thầy nói là con đang tính cái đường lùi vậy. Con giữ chủ phương án nếu mà nó rủi ro đó là sao nữa. Kể cả con có tính toán chi ly đến mức mấy cho nữa, thầy chắc chắn một điều rằng sớm muộn thì con cũng sẽ kinh doanh riêng. Mà trong lá số này không phải là nghỉ hẳn để kinh doanh riêng đâu, mà sẽ làm song song hai tay nhá. Tức là vừa làm nhà nước. Con muốn con cứ nói đi. Con ý định là cũng đúng như chàng thầy nói vậy thôi. Thì đó, lá số nó như vậy rồi, nên là khi mà nhìn lá số thì cái việc tính cách và tính toán của con như thế nào thì thầy cũng nắm được phần nào, vì thầy nghiệm lý rất nhiều lá số rồi. Thế nên là dù con có tính toán kỹ nào thì thầy chắc chắn rồi, thầy đã nói chắc chắn là sau này con cũng sẽ kinh doanh riêng. Dù có tính đường lùi 1, đường lùi 2, đường lùi thì sớm muộn cũng thế. Và sau này ấy, con sẽ sử dụng cái khả năng làm việc ở bên nhà nước kìa, sẽ giúp ích một phần cho con vào việc kinh doanh riêng của con nhá. Đúng rồi thầy. Đó, còn là số chuẩn thì thực sự là nó nói lên rất nhiều điều. Thế nhá. Ngoài ra khi nhìn vào cung mệnh ấy, có tử vi thì dù chỉ là bình địa thì đây của con là có số làm chủ rồi. Có liêm trinh, hội vũ phúc ở tài chiếu về thì con cũng có lộc mua đi bán lại đấy nhá. Mệnh có đại tiểu hao thì là cái số mà bán một ăn hai. Đấy, thì thầy đã nói rồi là số là trong hai việc làm công chức và làm thầy phụ là kinh doanh. Cung quan ấy có thiên khôi chiếu về thì trong công việc có số làm trưởng nhá, có thể làm trưởng một dự án hoặc làm trưởng một nhóm người gì đó. Thiên khôi mà đi với tử vi cũng là một ông chủ nhỏ. Thầy chỉ lưu ý với con một điều thôi, đó chính là thiên phủ đóng cung quan thì lá số này vừa là tốt lại vừa là xấu, bởi vì là gì, là tài tinh ở đây lại là vượng địa nên mang tính tài lộc nó rất là cao. Tuy nhiên thiên phủ thì rất sợ không kiếp nhá, nó không sợ không kiếp không kém gì sao thiên thông cả. Tuy không đến nỗi là thủng túi cứ như là sao Thiên không, nhưng mà đối với công việc mà có không tiết thì nó sẽ phải va vấp và nó sẽ đứng lên ngã xuống vài lần rồi mới thành công được. Được chưa? Dạ, cái này thì trước lúc 30 tuổi này, trong công việc nó có lận đận lắm. Có lận đận mà lúc đó cái tuổi của mình nó cũng hơi lớn. Tại vì như thầy nói cái hỏa tinh nổi chiếu rồi nó nóng tính bất thường lắm. Nhưng mà từ mà lúc 30 con trở đi thì con vô cái môi trường người làm thôi, mình thấy mình nên bình tâm lại. Rồi. Nên cũng hạn chế cái tính đó. Muốn làm lớn mà giàu có thì thầy khuyên ngay từ lúc đầu của con, thì thầy sẽ làm clip và gửi lại cho con, và con có thể nghe lại đôi lần nhá, nghe lại những cái gì mà sửa. Và trong là số này như thầy đã nói, thầy chấm không ăn là con tận đến 8 điểm và rất hiếm, đó là số mà thầy chấm điểm cao như thế. Nên là mình phải tự sửa bản thân mình sao cho mà nó tốt nhất đối với lá số để mà con đường tiến thân của con là tốt nhất. Về sau tiếp cung quan thì cung tài con cũng là một cung cường rất quan trọng nhá. Riêng về tài bạch thì nhìn qua thôi cũng thấy quá là tốt rồi. Vũ tướng đồng cung theo như sách viết ý, thì vũ tướng đồng cung thì của cải trồng chất mà giàu có vô cùng, nhất là khi có 2 sao giữ của là có sao cô thần số về. Khôi Việt là 2 sao về thiên ất quý nhân, cũng hội tụ ở đây chủ về kiếm tiền giàu và nhờ danh tiếng và có người giúp nhá. Về phần chung với cung tài thì thầy sẽ không nói nhiều nữa, vì với lá số này thì tiền kiếm ra không phải vấn đề của con, không phải vấn đề đáng lưu tâm. Dù con có vất vả như thế nào, con phải trồi sụt như thế nào, thì về đến trung vận và hậu vận thì thực sự trong lá số này tiền không phải vấn đề chính. Giàu thì rất giàu rồi, chỉ vì các sao tốt nó hội tụ hết về 3 cung cường này của con, như thầy đã nói đấy. Như thầy nói ở trên thì đẹp quá cũng không phải là tốt. Và đây cũng là cái lý do mà tại sao nhiều người hỏi thầy là cứ nhà giàu thì tại sao mà con cái nó thường hay hư hỏng, và vợ chồng lại hay cãi nhau và chia tay nhá. Thì như này, một lá số thì cũng chỉ có từng đấy sao thôi, được chưa? Nếu mà nó tập trung hết vào một cung thì các cung khác sẽ xấu nhá. Nhất là cung nô này, khi mà con nhìn vào cung nô này, do mệnh và quài quan ăn được rất nhiều bộ sao quý rồi là tốt, có ân quang thiên quý, nên là cái sao rất là tốt rồi. Nhưng lại sang cung nô lại gặp phải âm hãn, lại gặp cả phục binh nhá. Gặp thiên khốc thiên hư thì rất dễ bị đồng nghiệp chơi xỏ hoặc đâm đến sau lưng. Với cái lá số này ý, thì con đa số là quen với những con người có ăn có học, nên là khi mà bị người khác mà người ta hại mình ý, thì cũng nguy hiểm hơn rất là nhiều, thì điều này cần đề phòng đấy nhá. Và riêng trong cung nô này cũng cảm thấy con là con người khá ít bạn rồi. Nói chung con hay là cái đề tài gì mang là bổ xén rồi. Với lại còn chơi xấu thì có rồi, thầy ta làm điều đó rồi. Thầy đã nói rồi, với cung quan con tốt quá. Thường cung quan tốt như này thì trong công việc ấy, có thể là con sẽ làm được việc rất là tốt, và con sẽ được cấp trên nâng đỡ, và có thể là yêu quý hơn một chút so với người khác. Và như ở Việt Nam con cũng biết rồi, thì có một vị trí thôi mà nếu mà mình mà giành được vị trí hoặc là được ưu ái thì tất cả những cái người còn lại thì không phải nói xấu về người Việt Nam, nhưng mà đó là cái truyền thống rồi, lại là gọi ghen ăn ở đấy. Thì thế nên là mình cũng nên cẩn thận một chút, chưa? Nên cẩn thận một chút, nhất là khi mà cung nô bộc lại xấu như thế này. Vậy nên là như con ấy, như thầy đã nói rồi, cái tính của con rất là tốt. Vì sao mà người có tử vi bình địa họ lại có tỷ lệ thành công cao hơn, vì họ tính cả đường lùi nữa. Vậy nên đây cũng là một cái phần mà con nên tính đường lùi cho mình nhá. Nghĩa là mình lên với cấp trên thì đã tốt rồi, mình quan hệ cấp trên tốt, bây giờ phải làm nào và quan hệ cả đồng nghiệp cũng tốt hơn nhá, thì nó sẽ phải đôi đường. Về cung thiên di này, tham lang thì tại ngọ hãm địa, nhưng mà cũng may ở đây là có triệt đóng nhá. Ở đây thì giúp sáng lại được phần nào. Tham lang là cái sao mà có cái tính hưởng thụ rất là cao, vậy nên khi mà đóng cung thiên di ý, thì con thường là cái con người có số hưởng nhá, hay phải đi tiếp khách này, hay phải đi quan hệ giao tế này, hoặc là hay được mời đi uống nhiều, được chưa? Đi suốt các bạn. Đi suốt đúng không? Đó. Ngoài ra đây cũng là một cái sao thuộc về sao thương nữa, sao thương ấy. Tuy là không mạnh bằng sao Vũ Khúc, nhưng mà nói lên là nhờ buôn bán mà kiếm được lợi nhuận. Nhất là ở đây tham lam hãm ở đây thì cái này thì thầy không muốn phổ cập, nhưng mà do xem lá số nên thầy cứ nói luôn. Bởi vì thường tham lam hãm ở cung thiên Diêm mà mệnh có đại tiểu hao xung chiếu về như này thì thường ấy con sẽ ăn được lợi lộc rất là nhiều từ cái việc buôn bán hàng trốn thuế hoặc kinh doanh trốn thuế nha. Dạ, có phải lãi rất là nhiều và con có số như vậy. Dạ. Rồi, thầy chỉ nói như vậy thôi, thầy không khuyên cái gì hết. Cái nhiệm vụ của thầy là sẽ nói hết một phần lá số. Và tất nhiên rồi, thầy cũng sẽ khuyên con luôn. Tất nhiên là mình có lộc ở đó, không ai cấm con tiêu tiền cả, không ai cấm con kiếm tiền. Nhưng mà khi mình kiếm những cái đồng tiền ấy, thì mình phải biết phân bổ hợp lý nhá. Khi mà kiếm được tiền rồi thì lên ra tay giúp đỡ, ví dụ nhờ cúng dường rồi là đi giúp đỡ người nghèo gì đó. Đó là cái phần công đức cho mình, thấy chưa? Và như thầy đã phân tích từ rất nhiều các clip đấy, chết không phải là hết. Vậy nên là đừng bao giờ sống tạm tàu gió máng quá làm gì. Mình kiếm được tiền thì giữ lại một phần cho vợ, cho con, còn một phần thì giúp được ai thì hãy giúp, nhất là đi giúp những người nghèo ấy, và sẽ tích cho mình vào những cái kiếp sau. Được chưa? Không mất gì đâu, không thiệt cái gì đâu. Tốt nhất là hãy giúp những người khác, được chưa? Và ở đây có một cái điều đặc biệt hơn nữa là khi mà ăn được bộ tứ là tham hình y diêu nhá, thì ra ngoài của con thì khá nhiều câu để ý đấy, có cả đào hoa, có cả thiên không nữa, thì có rất nhiều mối tình, nhưng mà do có đào hoa gặp thiên không nên các mối quan hệ nam nữ thì thường rất là phức tạp nhá. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Được rồi, thầy sẽ giải quyết vấn đề này. Và con có tin vào bên về tâm linh và phần âm không? Nếu mà tin thì thầy mới giúp được. Dạ con tin. Rồi. Dạ. Nếu mà tin thì cái lá số này phải cắt duyên âm ngay nhá. Muốn có vợ thì cắt duyên âm ngay đi. Dạ. Vậy cái này khi nào thì giúp con được hả? Con phải đăng ký. Sau khi xem tử vi như này thì con phải đăng ký nhá. Con đăng ký về gọi vong, con cứ nhắn tin vào fanpage đấy, các bạn trợ lý sẽ hết lịch cho con, được chưa? Dạ. Bởi vì là đối với thầy, bên của thầy thì đăng ký lịch xem tử vi khác và cái đăng ký giải vong lại khác, bởi vì là nhiều người họ xem tử vi xong nhưng họ có thể là chưa chuẩn bị được tiền chẳng hạn, nên là cái việc mà đăng ký mà siêu thoát có thể nó hơi lâu một chút, thì mình không thể đợi họ được, nên là cứ ai đăng ký trước cái gì thì sẽ được làm trước cái đó nha. Dạ. Thì dạ con thưa với thầy luôn là thì cái hồi tháng 3 hồi 2017 đó thầy. Thì lần khi mà con đi xem tử vi á, thầy nó nói mình nói cái 5 phút là hết cái số rồi. Thì thầy đó con sẽ không nói tên rồi. Dạ. Thầy không biết thầy trước gọi là thầy tên là gì, con có biết tên thầy đấy không? Con nói ra không biết, con ngại không thầy? Cứ nói đi, không có vấn đề gì cả. Dạ thầy Cao Anh đó. À, không gọi được lên à? Dạ gọi không được, tại vì con nghĩ không biết do con có nặng không, nhưng mà tại vì nhiều khi đó thầy, nhiều khi mà chính là con nằm mơ đó này, con rất hay nằm mơ tới liên quan tới nhà thầu với nhà tí. Con nhớ cái thứ hai á là con khấn ra riêng gia đình mà con gọi tên ông bà, con gọi chị gái con mất rồi á, trời nhưng con khóc ghê lắm, mà có nhiều lần có cảm giác con muốn áp vô con mà áp không được đó thầy. Thế thì thầy đang có nghĩ đến một vấn đề khác rồi, chưa chẳng con có khi là có cả duyên âm lẫn có cả vong trong nhà nữa rồi. Dạ. Thôi rồi nghi lắm thầy. Rồi, thầy chỉ nói như này thôi, khi mà gọi vong một ai đó thì tốt nhất là hãy gọi ở những cái nơi nào, hoặc là tìm đến những cái thầy nào mà hôm đó ít người nhá. Thì nếu ít người gọi vong thì cái vong đó chắc chắn là vong của nhà mình, cái vong mình cần gọi. Còn một khi mà con đã đến một cái nơi nào đó mà đông người, đông nghìn người ấy, thì khi con gọi vong thì chưa chắc là vong của mình cần gọi đâu. Thầy sẽ ví dụ cho con, ví dụ như là như con ấy, con có điểm để gọi vong của người là 1, con có phía rất cao, con có điểm gọi vong nhập vào là 1. Trong khi đó nhà bên cạnh ấy, họ lại có một bạn gái và cái bạn gái có điểm gọi vong để ốp vào người là 7. Vậy là sau khi mà con rất khó lên thì khi mà gọi sang cái bạn gái đó ấy, thì vong của con lập tức nhập vào bạn gái đó luôn nhá. để họ muốn nói, nhưng mà rất tiếc là rồi là những người trần mắt thịt rồi, có thể thầy, có thể pháp không cao, nên là các thầy cũng đánh đồng hết tất cả các vong, có thể là không nhận biết được vong nào của người nào, cho nên là rất dễ là cái việc mà nhiều khi mình có thể siêu thoát nhầm nhá, mất tiền của mình ấy, siêu thoát cho vong nhà người khác. Vậy nên là cái điều này thầy khuyên thôi, thầy khuyên mọi người nếu mà đi giải vong tốt nhất là chọn một cái ngày nào đó mà thầy siêu thoát vong ấy có ít cách nhất, hoặc không thì phải mời thầy đến nhà, hoặc là qua Zalo điện thoại gì đó, họ trực tiếp đến tại nhà mình là an tâm nhất, là vong của mình chứ không phải vong người khác đó. Vậy thôi, rồi sẽ cố gắng con đăng ký đi nhá. Về cung điền vô chính diệu nên là sẽ hơi chậm nhà chậm đất một chút. Ngoài ra thì cũng nói lên một điều như thế này, nhà cửa của con thì sẽ chính con tự tay gây dựng lên là chính, và đây nó có về lộc tồn cũng là cái sao chủ về hưởng nhà đất của cha mẹ để lại, nhưng mà với cái lá số này thì có thể là con không dùng đến cái ngôi nhà này đâu, mà con sẽ xây nhà một nơi khác nhá, tự tay xây nhà một nơi khác. Vì cung vô chính diệu nên là lấy dương lương từ cung xung thiếu về làm chính tinh tạm thời, thì về dương lương thì không phải là hai cái sao chuyên về nhà đất rồi, nhưng mà nó có ý nghĩa là nhà đẹp nhá, nhất là khi mà nó có phượng cát về đây, thêm bát tọa và tướng quân thiếu về thì chủ về nhà to và rộng. Vì chính tinh không chuyên về điển sản nên là hậu vận là số này thì nhất thì con sẽ sở hữu được 2 căn, trong đó có 1 căn con mua được từ dự án của nhà nước nha. Tuy là không có khả năng tích trữ đất nhưng mà trong đây có lộc tồn và hóa lộc đồng chiếu về cung điền, thì cung điền con nó có song lộc, rất tốt cho việc buôn bán động sản nhá, săn tay kiếm lời, nhất là có khi mà có sao văn xương hội với đầu quân ý, thì con có khả năng là ăn nói và chốt khách hàng rất là tốt, được người khác nói có người khác tin, được chưa? Có tang môn bạch hổ ở đây ý, là 2 sao về tâm linh đó, giờ thì mới để ý đây. Tang môn bạch hổ là 2 sao về tâm linh, khi thấy 2 sao này thì cần kiểm ngay tra ngay lại cái phần âm của đất trong nhà nhá. Đúng thật, giờ mới để ý rồi nhá. Vậy là cái việc mà con có nói và cái việc với các sao trong lá số gần như là khớp nhau, nên kiểm tra đi, và thầy đang nghi ngờ con không phải là chỉ có tiền duyên theo không đâu nhá. Về thân cư phúc này, đó là một lý do tại sao ngay từ đầu thầy nói sau này con cũng sẽ là chăm sóc thờ cúng gia tiên như con trưởng, bởi vì thân của con là thân cư phúc đức. Chính vì cái người thân cư phúc đức nên con là con người có tín tâm, có thiện tâm nhá, có quan tâm đến tử vi và số mệnh, thì phá quân mà cư phúc thì bất kể ở vị trí nào, đắc nhiều vượng hay hãm thì đa phần thì cũng sẽ phải đi xa nhập nghiệp một chút, nếu không thì trong cuộc đời cũng phải đi lại rất là nhiều. Và thầy nói luôn hồi bé là con ở Thái Bình đó rồi, đến khi 10 tuổi thì con mới theo cha mẹ vô đây. Thường đi xa lập nghiệp. Và thầy nói luôn là đây là một phúc đức xấu nhá, công nào khen được thì khen, còn công nào xấu thì phải chê thôi. Mặc dù đời trước trong cung phúc này có thể là có người làm quan to hoặc có người giàu có đấy, nhưng mà dòng họ giờ thì có thể là không được mạnh như trước nữa. Tuy vậy thì trong dòng họ thì vẫn có người làm ăn khá là giàu có, nhưng mà sợ với cung phúc đức này thì nó không được bền. Ngoài ra thì có thiên hình kiếp sát còn chủ về là không hòa thuận nhá, có thể là có tranh chấp, dù có thiên hỷ và hỷ thần chiếu về nhưng mà đó chỉ là vẻ bên ngoài thôi, nó cũng chủ ra một cái phần là vẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng đấy. Nhà lục đục lắm, anh em bây giờ không có nói chuyện với nhau luôn. Không đức xấu lắm. Rồi tốt nhất là cái công phúc đức này, nếu mà sau này nếu mà muốn làm lên cao hẳn đi thì thầy biết là số này của con thì con sẽ kiếm tiền rất nhiều và có khả năng thăng chức rất là cao. Vậy nên là khi sau này khi mà con có một cái lượng tiền khá rồi thì hãy chăm lo cho gia tiên của mình nhé, là một số lễ như con cũng đang con cũng đang tính hỏi thầy cái về cái thả độ gia tiên này này. Đúng rồi. Cái này giờ bố mẹ con đứng ra làm được không thầy? Được. Dạ dạ. Được chưa? Làm phản độ đi rất tốt. Với cung phúc đức này thì thầy đã khen cái gì chê luôn. Rất xấu. Dạ, và trong cung phúc đức này sẽ bị giảm thọ nhá. Dạ. Sẽ bị giảm thọ trong họ ấy. Sẽ có dạ. Không biết là lúc mất có ai đó bị bệnh đau đớn gì không? Nhưng mà có đâu thầy. Rồi bạn bộ con vừa mất đau rồi. Đó. Thầy đang nói vấn đề này. Có một người bị mất bị bệnh tật đau đớn thì đó khiến cho cái vong hồn của phụ ấy, nó có thể là chưa được siêu thoát đâu. Và chính cái điều này nó gây ra một số cái rắc rối ấy. Tức là nó sẽ ảnh hưởng đến cả dòng họ luôn đấy. Nghĩa là dòng họ càng ngày như là cãi nhau càng to ra thì phải. Dạ đúng rồi. Đấy là phần về gia tiên. Còn về chính bản thân con này thì với công phúc đức này thì tuổi thọ chắc chắn bị chết giảm rồi. Nếu mà không làm công đức hay đi chùa làm công quả thì sẽ bị chết giảm rất là nhiều đấy. May ra là công phúc đức này nó nằm trên đất Tràng Sinh. Thế nên là con vẫn con đường là làm thiện cứu người để tăng cường tuổi lương nhá. Cũng may một phần. Được chưa? Về tật ách thì con để ý cho thầy những cái bệnh như thế này. Thiên đồng ở đây thì tất nhiên là về bộ máy tiêu hóa rồi, như thầy đã nói với con rồi. Gan con có vấn đề mà bộ máy tiêu hóa của con về sau cũng sẽ có vấn đề, nên là ăn uống nhậu ít thôi nhá. Phần nhiều là do ăn uống rượu chè mà sinh bệnh. Các bệnh về đường hô hấp khí quản này, các bệnh truyền nhiễm qua những cái đường đốt và cắn, ví dụ như là bệnh xuất huyết của muỗi nhá. Được chưa? Những bệnh truyền nhiễm. Một điều nữa là răng của con sẽ hơi yếu, cẩn thận các bệnh về răng, đặc biệt là sâu răng. Nó hay bị lắm thầy. Thế à, hay bị à? Đó. Hay bị, nó bị sưng nướu, sưng lọi rồi, nó hay bị, nóng nóng rồi nó bị. Rồi, nó rất nhiều bệnh về răng. Ngoài ra cho thầy lưu ý cho thầy quan trọng nhất trong đây, đó chính là các bệnh liên quan đến cột sống. Bây giờ con đã thấy những cái triệu chứng đau mỏi lưng chưa, nhưng mà sẽ có bệnh về bên cột sống nhá. Đã có rồi. Có rồi à? Rồi nhá. Còn cái này hơi tế nhị một chút, đó chính là bệnh về bên đường sinh dục nữa. Cái này không cần nói có hay không, chỉ cần nghiệm lý và cố gắng tránh xa nó ra nhá. Rồi con có muốn hỏi thêm gì nữa không? Thầy cho con hỏi cái đường con cái của con. Đường con cái của con dương lương. Thực ra như thế này, với bộ thái dương trên lương ấy, thì con sẽ không nói về việc cái đứa bé này nó hư đâu, chỉ là bé này nếu mà tự làm đẻ ra ấy, mà không làm lễ di cung hoàn số cho nó thì mà có bạch hổ ở đây này thì những cái năm trước 13 tuổi nó sẽ hơi ốm đau quặt quẹo một chút nhá. Tuy nhiên nó không phải đứa bé hư, khi có thái dương trên lương không cần biết đắc hẳn như nào thì đó là một con người mà ngoan. Cái thứ nhất là ngoan, cái thứ hai là hiếu thuận, nó có hiếu, không phải lo về hư, chỉ là lo xem là dạy dỗ như thế nào thôi. Bởi vì là khi thái dương hãm thì cái phần trí tuệ của nó cũng là một phần bị ảnh hưởng nhá. Thái dương là cái sao nó chỉ cho bán cầu đạo cái mà, thế nên cái việc suy nghĩ tính toán logic của nó và cái trí thông minh của nó sẽ hơi ảnh hưởng một chút, được chưa? Vậy thôi. Con có cả nam lẫn nữ, con có cả nam lẫn nữ nhá. Tuy nhiên có phi liêm ở đây, có tang môn tai sát ở đây thì cái thứ nhất là muộn con thì không nói rồi. Bởi vì sao? Nó có sự logic, không phu thê có quả cô quả nên là chậm vợ thì tương ứng với chậm con thôi. Nhưng mà phi liêm ở đây này thì thầy con phải quan tâm cho thầy là 1 cho đến 13 tuổi, trong đó 6 nó đi chơi hoặc nghịch ở những cái chỗ cao té, nguy hiểm, những cái chỗ mà gần những cái vật thể sắc nhọn nhá. Nói chung là khi mà có con ấy, thì con có lá số của cháu đó rồi thì con nếu mà lúc đấy đã học hoành thạo môn tử vi này rồi thì hãy xem cho cháu nó. Nếu không thì tốt nhất là hãy xem cuộc đời cháu nó để mà phòng tránh những cái gì mà bất trắc trước 13 tuổi. Được chưa? Thầy cho con hỏi thêm là cái tháng 12 âm lịch là sang tháng đó rồi. Tôi có hỏi là tháng này nó có cái gì bất ổn không thầy? Có bất ổn. Có bất ổn nhé. Bởi vì sao? Tháng 12 nằm trong cung la võng mất rồi. La võng gặp địa phong thì công việc nó nó không quy tẩy đâu. Nhưng mà nói như này để con phấn đấu này, bởi vì là công việc có thể không trôi chảy, nhưng mà khi mà nếu mà kết thúc, tức là không cần biết đến cái quá trình phấn đấu như nào, nhưng mà kết thúc có vẻ là sẽ tốt nhá. Kết thúc là có thể đạt được mục đích của mình, chỉ mỗi tội là nó vất vả thôi, nó khá là gập ghềnh đấy. Thì nói trước khi mà tháng 12 nằm trong khung lao võng thì thường thường nó phức tạp và không được êm xuôi đâu, nhất là khi gặp quan phủ ở đây nữa. Nhưng mà về khi mà không cần xét quá trình phát triển hay là quá trình nỗ lực nào thì cái đích đến thì có đạt được thành quả, cố lên nhá. Là sang tháng rồi đúng không thầy? Đúng, sang tháng 12, tháng cuối đấy. Thầy có hỏi thêm cái đại vận cái năm 2005 tới này thầy, thì nó năm tới là có con rơi vô cung hợi á thầy, rồi con thấy có con kim cơ hãm gặp tuần, con thấy có gì xấu không thầy? Đã tư gặp tuần thiên cơ nhưng dính tuần rồi, yên tâm không xấu đâu. Tất nhiên nhá, khi mà thiên cơ hãm ấy là chủ là gì? Thiên cơ hãm là chủ về là thường thường mọi việc mình tính nó sẽ không theo mình tính toán, nghĩa là mặc dù vạch kế hoạch rất sát ra rồi nhưng mà lúc làm thì thường thường sẽ chạch đường ray. Nhưng may cho con sẽ tuần, có tuần ở đây thì nó không thành miếu được nhưng mà nó thành đắc, thì nó trước không thể thành miếu hoặc vượng được nhưng nó là đắc, vậy nên là cũng khá tốt cho con rồi. Tức là cái việc của con ấy, khi mà con đặt mục đích của con là 10 thì nó con sẽ đạt được khoảng 6,5 đến 7, điều đó là hoàn toàn có thể và chấp nhận được, nhất là khi năm sau có quốc ấn, văn phúc và quấn quân là của hóa lộc. Thiên cơ đi kèm hóa lộc về không phải làm đi kinh doanh mà kiếm tiền được từ đây, từ bên kết hợp từ kinh doanh lẫn làm công ăn lương nhá. Được chưa? Thầy ơi, cho con hỏi cái phản độ gia tiên, ví dụ con bây giờ con muốn làm á, con ra điện với thầy con làm không ạ? Trong nhà con phản độ gia tiên tốt nhất là làm làm trong đây hết thầy, làm trong nhà mình. Còn nếu mà muốn làm tại điện nhưng mà con không Hồ Chí Minh rồi, cái này thì cứ để đăng ký đã. Bây giờ con tốt nhất là cứ đăng ký gọi vong trước đi nhá, đăng ký gọi vong đi rõ, và cái này thầy sẽ tư vấn cho con vào những cái buổi tiếp theo, được chưa? Bởi vì cái thời gian của con cũng sắp hết rồi và bạn xếp lịch rất là kín, nên là sắp đến rồi để thành cát mất rồi. Dạ rồi. Vậy có gì cứ đăng ký thầy giúp con cái gọi phong nữa thầy. Được rồi. Chào con. Dạ rồi, con chào thầy, chúc thầy sức khỏe. Rồi, chào con, chúc gia đình con sức khỏe nhé.